Trong thời gian phi tuyến, các bạn đã là giác ngộ, tự do và đang sáng tạo một cách đầy quyền năng từ lợi thế của Chúa hiện diện bên trong các bạn. Trải ra trước các bạn là một tấm thảm của thời gian, không gian với các khả năng có thể và các khả năng chắc chắn. Tính chất hiệu lực của một dòng thời gian cụ thể phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, bạn đặt bao nhiêu năng lượng và sự tập trung vào nó. Thứ hai là bao nhiêu người trong các bạn quyết định chấp nhận sự tập trung cụ thể này. Ví dụ nếu các bạn tin và tập trung vào chiến tranh như một cách để có được cái mà các bạn nghĩ là cần, và hàng triệu người khác cũng mang niềm tin tương tự, thì cuối cùng chiến tranh sẽ được tạo ra trên hành tinh của các bạn. Ngược lại, nếu đủ số người trong các bạn chấp nhận dòng thời gian mật độ 4, các bạn sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ đang sáng tạo nên sự phồn vinh và niềm vui trên trái đất. Bất cứ cái gì các bạn chấp nhận đầy nhiệt huyết, thì cái mà các bạn khao khát sẽ gắn vào thực tại tập thể đang được tạo ra trên trái đất. Phạm vi khả năng khao khát phụ thuộc vào việc các bạn đã hàn gắn bao nhiêu các vấn đề tâm lý và tình cảm, cũng như xóa bỏ các niềm tin tiêu cực. Khi tập trung vào thực tại mà các bạn khao khát tạo ra và tìm kiếm những người tương tự, các bạn sẽ trở thành một lực lượng không thể phủ nhận trên hành tinh. Trong khi chỉ cần một cá nhân giác ngộ để thay đổi thế giới, vài linh hồn giác ngộ làm việc cùng nhau đã có thể tạo ra một dòng thời gian trội của hòa bình và thịnh vượng. Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong thực tại tuyến tính, các bạn đã phóng ra khỏi Thượng Đế, có thể nói là khoảng 100 triệu năm trước. Bạn trải qua hàng loạt sự tái sinh trong các thế giới thấp khác nhau, đôi khi được tiếp nối bởi một giai đoạn trì hoãn trong các chiều kích cao hơn trước khi hạ xuống một lần nữa để bắt đầu các bài học mà các bạn đã chưa học được một cách trọn vẹn. Nhiều người trong các bạn đã đi khắp mọi nơi trong thiên hà trong các lần tái sinh của mình. Một linh hồn giác ngộ điển hình có thể bắt đầu trong mật độ 7 của sao Pleiades và sau đó hạ thấp rung động để tái sinh vài đời trong mật độ 5. Tiếp theo là vài đời trong mật độ 4 của sao Sirius A. Sau đó là một giai đoạn nghỉ ngơi vui vẻ trong mật độ 6 của sao Arcturus. Tiếp đó là vài đời sống thử thách trong mật độ 4 của sao Orion. Rồi một cuộc viếng thăm ngắn tới một trong các nền văn minh sớm trên trái đất như một sinh mệnh mật độ 3. Tiếp theo lại là các đời sống trong mật độ 4 ở sao Pleiades. Và cuối cùng trở lại trái đất trong lần này. Hầu hết các linh hồn trên trái đất đã từng ở đây trước kia, trung bình là khoảng 50 đến 100 lần. Mặc dù đối với vài người thì đây là đời sống đầu tiên của họ trên trái đất. Một số linh hồn đã ở đây hàng trăm lần. Starseed là những linh hồn mà thời gian tuyến tính của họ chủ yếu gồm đời sống trên các thế giới khác. Họ có thể mới đến trái đất vài lần, thường trong các thời điểm phát triển cao của các nền văn minh hay trong các thời điểm then chốt xung quanh những thời kỳ thay đổi của trái đất. Sau lần tái sinh này trên trái đất, các bạn sẽ được thăng lên về mặt vật lý, hoặc chết và tái sinh trong thời đại vàng mới trên trái đất, hoặc lựa chọn hành trình tới một số những hành tinh khác. Khi các bạn hoàn tất bài học trên trái đất, các bạn sẽ sử dụng nhiều thời gian của mình trong các thế giới cao hơn và ít thời gian tái sinh vào các thế giới thấp hơn. Khi các bạn tái sinh vào một thế giới thấp hơn, đó là khi các bạn thể hiện mong muốn giúp đỡ các linh hồn thức tỉnh tại nơi đó, giống như hầu hết các bạn ở đây đã đến trái đất từ các thế giới cao hơn để giúp loài người. Bản chất thực sự của nghiệp. Mỗi một hệ thống hành tinh mà các bạn tái sinh đưa đến một loạt các bài học linh hồn độc nhất vô nhị. Và khi đã hoàn tất nó, các bạn không còn nghiệp nào nữa hay những công việc linh hồn chưa hoàn thành trên các thế giới cụ thể đó nữa. Các bạn sau đó được tự do đến và đi khỏi những thế giới này, phụ thuộc vào khao khát của các bạn trong nỗ lực giúp đỡ những linh hồn khác ở đó, những người vẫn kẹt lại trong bánh xe nghiệp. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nghiệp không liên quan gì đến sự thưởng công và sự trừng phạt. Đó là một kế hoạch tỉ mỉ đã được tạo ra bởi sự sai trái để thuyết phục các bạn rằng các bạn là có giá trị hoặc không có giá trị đối với sự giác ngộ. Trong khía cạnh này, nhiều tôn giáo phương Đông chỉ thúc đẩy sự sai trái từ một góc độ khác hơn so với các tôn giáo phương Tây. Ví dụ nếu các bạn được sinh ra trong sự nghèo nàn ở đời sống này, trong khi các bạn đã lạm dụng sự giàu sang trong một đời sống trước, điều này không có nghĩa là các bạn đang bị trừng phạt cho những sai lầm trong quá khứ.
Điều này đúng hơn là linh hồn các bạn khao khát hiểu biết tính hai mặt của sự giàu có và nghèo đói từ cả hai phía. Trong đời sống quá khứ của các bạn là kẻ đi đàn áp, và giờ đây các bạn muốn trải nghiệm cái cảm giác bị đàn áp là như thế nào. Ngay khi các bạn đã hoàn tất bài học linh hồn, các bạn được tự do sáng tạo cuộc đời của các bạn theo một cách rất khác. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn đã sinh ra trong nghèo nàn ở đời này và học tất cả mọi thứ về trạng thái đó, các bạn sẽ được tự do để sáng tạo sự giàu có một lần nữa. Có lẽ lần này sẽ thực hiện với tình yêu và tình thương lớn hơn cho những người khác. Đối với nhiều người trong các bạn, có vẻ như hành trình qua các đời sống trái đất đã rất dài và khó khăn. Từ một quan điểm hoàn toàn mật độ 3, nó đã là như vậy. Cho đến khi sự chuyển đổi thiên hà diễn ra, trái đất đã là một trong những hành tinh đang hoàn thành nghiệp và di chuyển vào sự thăng lên để phục vụ cho một vài hành giả yogi, những người sống trên những ngọn núi cao và thiền định vài tiếng một ngày. Giờ đây với những sự an bài thần thánh hiện tại, sự thăng lên là dành cho bất kỳ linh hồn nào thực sự khao khát nó và đang mong muốn làm sạch những khía cạnh tiêu cực của cái tôi. Các đời sống song song. Trước khi chúng tôi đi sâu vào sự thăng lên, các bạn có thể hỏi, thế còn các đời sống song song? Tôi cảm thấy tôi có nhiều cái tôi trong nhiều chiều kích đang sống đời sống trong các thế giới, hay thậm chí trong các thân thể khác nhau trên thế giới này. Trước hết, các đời sống quá khứ và tương lai của các bạn là song song, từ một quan điểm của thời gian phi tuyến, bởi vì chúng đều bộc lộ tất cả ra trong khoảnh khắc bất tận này, mặc dù sự xuất hiện xảy ra một cách liên tục. Đời sống quá khứ của các bạn đang biến đổi, đang phân kỳ, đang hội tụ và nói chung đang thay đổi từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia. Tương tự đối với đời sống hiện tại và tương lai, các bạn có cái được gọi là dữ liệu Akashic ghi lại tất cả mọi trải nghiệm linh hồn. Từ góc nhìn đó, các đời sống quá khứ của các bạn là cố định. Nhưng bất cứ khi nào các bạn hành trình ngược trở lại thời gian và làm thay đổi một điều gì đó, các bạn lại tạo ra một dòng thời gian mới. Thực tế là các bạn nhảy từ dòng thời gian nguyên thủy và một dòng thời gian mới đã được tạo ra bởi các hành động quay trở lại quá khứ và làm sự thay đổi của các bạn. Các bạn chỉ có thể thay đổi trải nghiệm của các bạn trong quá khứ, tức là làm những thay đổi về mặt năng lượng đối với cái cách mà các bạn trải nghiệm các sự kiện. Như vậy, dòng thời gian nguyên thủy sẽ giữ được sự nguyên vẹn và các bạn không vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn khác mà đã có những trải nghiệm trong dòng thời gian đó. Hãy thử tưởng tượng sự thay đổi lớn sẽ xuất hiện đối với những người đã thiêu sống các bạn nếu các bạn được cứu khỏi giàn hỏa thiêu bởi những phiên bản tương lai của chính mình. Tuy nhiên, các bạn có thể tạo ra một dòng thời gian thay thế bao gồm một sự viếng thăm của các cái tôi tương lai và các bạn có thể nhận được một sự hàn gắn từ họ trong đời sống quá khứ. Trong kiếp bị thiêu sống trên giàn lửa, các bạn có một dòng thời gian thay thế mà trong đó cái tôi bị kết án của các bạn đã được viếng thăm bởi những phiên bản tương lai của các bạn. Trong dòng thời gian thay thế này, linh hồn các bạn có thể tránh được sự chấn động mà đã xảy ra trong trải nghiệm bị thiêu sống, bởi vì những cái tôi tương lai có thể trở lại đúng lúc và nhấc linh hồn của các bạn ra khỏi thân thể trước khi các bạn trải nghiệm việc bị thiêu sống. Điều này thường được cho phép bởi vì nó không ảnh hưởng đến tư tưởng của những người đã kết án các bạn. Họ không biết rằng các bạn đã chủ động bỏ qua trải nghiệm bị thiêu sống đó. Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả các dòng thời gian thay thế là những bộ phận khác nhau của khoảnh khắc hiện tại bất tận này, và các bạn có thể truy cập bất cứ dòng thời gian nào vào bất kỳ lúc nào. Như thế chúng có vẻ giống các đời sống song song, bởi vì trong thực tế chúng là như vậy. Tất cả mọi lúc các bạn thay đổi một khía cạnh nào đó của thời gian tuyến tính, các bạn tạo ra một sợi dây mới trong cấu trúc thời gian, không gian, và tất cả những cấu trúc này đều có thể truy cập được từ một thời gian phi tuyến. Có một loại khác của đời sống song song liên quan đến cái thường được gọi là các gia đình hồn và các linh hồn tối cao. Thông thường các bạn có 6 thành viên trong gia đình hồn trên trái đất hoặc trên các hành tinh mật độ thấp khác, và 6 người trong các chiều kích cao hơn. Vào mọi lúc, bạn có thể gặp 6 linh hồn trên trái đất khi đang trong dạng con người và cảm nhận một sự kết nối sâu sắc với họ, đồng thời có thể trở nên hiểu biết về các trải nghiệm sống của họ trong khi đang ở khoảng cách xa. Các bạn có một linh hồn tối cao và có thể hòa nhập vào đó. Cùng lúc này bạn nhận ra là anh ấy hay cô ấy là một khía cạnh của một cái tôi Monad lớn hơn hay cái tôi Atman lớn hơn, là linh hồn tối cao của linh hồn tối cao của các bạn, cũng có thể được gọi là tổng hồn. Ở đây có 12 linh hồn tối cao, mỗi linh hồn tối cao này lần lượt có 12 linh hồn cá thể.
Từ một nhận thức mật độ 9, các bạn được liên kết mật thiết với tất cả 144 linh hồn trong tổng hồn của các bạn. Đã bao giờ các bạn thắc mắc, nếu bạn thực sự là một với tất cả, tại sao cái tất cả đó lại lựa chọn đến thông qua thân thể của bạn, trong các hoàn cảnh độc nhất vô nhị của bạn, hay tại thời điểm này? Và nếu các bạn thực sự là một, thì tại sao bạn lại không thể quyết định để trải nghiệm nó thông qua chị của bạn, bạn của bạn hay một ai đó đang đi trên phố? Tại sao các bạn có vẻ như bị khóa trong một thân thể vật lý này? Câu trả lời rất đơn giản, nhưng không dễ để có thể hiểu. Nếu Thượng Đế là tất cả mọi thứ, thì không có sự khác biệt giữa hai hay nhiều khía cạnh của sự sáng tạo. Sự khác biệt xảy ra chỉ vì có sự tồn tại của thời gian tuyến tính. Từ nhận thức của Thượng Đế, các bạn có thể tua lại băng thời gian tuyến tính và trải nghiệm tất cả mọi khía cạnh của sự sáng tạo, mỗi cái một lúc. Hoặc các bạn có thể lựa chọn trải nghiệm tất cả các khía cạnh của sự sáng tạo một cách đồng thời. Giống như Thượng Đế, sự lựa chọn là dành cho các bạn. Điều đó có nghĩa là trong đời này, các bạn có thể chọn San Rachel ở Hoa Kỳ. Và trong một đời sống song song, các bạn có thể chọn là Steve lang thang ngoài đường. Rồi trong một đời sống song song khác, các bạn có thể chọn Sarah ở Bath, Anh Quốc, vân vân. Từ một nhận thức tuyến tính, điều này có vẻ như thật buồn cười khi các bạn có thể trải nghiệm tất cả các dạng sống khắp vũ trụ, từng thứ một. Nhưng đây là cách mà Thượng Đế nhận thức sự sáng tạo của Ngài, bởi với Ngài thời gian là vô hạn. Điều đó có nghĩa là để trải nghiệm một cách cá nhân tất cả các khía cạnh cá thể của sự sáng tạo. Như thế, trong khi Thượng Đế đang trải nghiệm bản thân điều này một cách cá thể, thì điều này cũng có thể mở rộng ra đến thế giới phi tuyến và trải nghiệm trên tất cả mọi người cùng một lúc. Để cho các bạn có thể sử dụng nhiều thời gian hơn trong trạng thái này của tư tưởng, chúng tôi sẽ trở lại với cuộc thảo luận về các dòng thời gian trội của trái đất. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ vui lòng với cuộc hành trình của chúng ta vào trạng thái cực kỳ siêu việt của tư tưởng Thượng Đế. Ba dòng thời gian trội của trái đất. Trở lại với trái đất, chúng ta hãy chuyển sang ba dòng thời gian trội của trái đất đang được tạo ra bởi loài người. Lưu ý là có các thực tại linh hồn cá nhân khác bên cạnh ba dòng thời gian dưới đây. Nhưng trên 95% loài người sẽ có vẻ như rơi vào một trong ba thực tại này trong những năm sắp tới trên trái đất. Thứ nhất là dòng thời gian trội của mật độ 3 chết chóc và phá hủy. Như chúng tôi đã thảo luận trong các tập trước, không phải là tất cả các linh hồn đã sẵn sàng đi vào mật độ 4 với mẹ trái đất. Trở lại với sự tương tự của lớp học, có một số học sinh đơn giản không mong muốn thực hiện điều cần thiết để tốt nghiệp vào tầng thứ tiếp theo. Họ không bị phán xét, không bị kết án hay bị cho rằng kém hơn, ngốc hơn, ngu si, xấu xa hay sai trái. Đơn giản là họ đang học ở một nhịp độ khác so với những thành viên giác ngộ hơn của con người. Phần lớn những linh hồn trên trái đất mang trong mình DNA trội của chủng tộc Aryan. Đây là một kết quả của sự nhân giống kéo dài xuất hiện gần nửa triệu năm trước khi các hệ thống sao Rigel và Betelgeuse xâm chiếm trái đất. Ở thời gian đó không có sự bảo vệ để chống lại những sự kiện như vậy. Các linh hồn trên trái đất chủ yếu là người Pleiades trước cuộc xâm lăng, và một trong những bài học linh hồn khó khăn của họ là trải nghiệm việc bị thống trị bởi một chủng tộc hiếu chiến hơn, hung hăng hơn, độc đoán hơn. Chúng tôi biết là hầu hết các linh hồn Pleiades trên trái đất không chủ động lựa chọn trở thành những người Orion. Nhưng ở một tầng thứ cao hơn, điều này là một phần kết quả tự nhiên của sự chia rẽ nguyên thủy, đồng thời phản ánh các bài học đến từ những niềm tin căn bản xuất hiện sau sự trượt xuống từ thiên đàng. Những cuộc xâm lăng và lai giống là các sự kiện thường xuyên trong các thế giới thấp hơn. Trên một số tầng thứ, những linh hồn đến trái đất trong thời gian đó đã biết là điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, các chương trình tiêu cực trong dạng của các nỗi đau tình cảm, các dấu ấn Ether và các dấu ấn Astral đã được giữ lại với loài người suốt vài thời đại. Những linh hồn vẫn bị bắt trong vòng quay của nguyên nhân nguyên thủy sẽ trải nghiệm một thảm họa cuối cùng ở trên trái đất, hay vài thứ liên quan đến các thảm họa như chiến tranh, nạn đói, lụt lội, động đất, vân vân. Họ sẽ rời đi trong những thay đổi của trái đất và trở thành cư dân trên các thế giới được thiết kế đặc biệt để trợ giúp họ trong chiến thắng cuối cùng trước việc tái diễn sự trượt xuống từ thiên đàng. Sau sự phá hủy của Lemuria và Atlantis, một vài linh hồn đã có thể cân bằng được các khía cạnh khác nhau của họ. Họ tận tâm hoàn thành các bài học linh hồn xung quanh việc trượt xuống và trải nghiệm kết quả do việc tự do ý chí của họ bị vi phạm. Do vậy, họ cuối cùng có thể di chuyển vượt ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào sự thăng lên xoáy chôn ốc, chính là tư tưởng mật độ 5.
Một nhóm khác lại thể hiện ra là chưa sẵn sàng hoàn tất các bài học về nghiệp, nhưng linh hồn này đã mệt mỏi với các cuộc chiến tranh liên miên, xung đột, sự đau khổ và đã bắt đầu đi vào tư tưởng mật độ 4. Những linh hồn bị kẹt trong mật độ 3, người đang làm việc để chiến thắng nghiệp còn sót lại của họ và những người đã sẵn sàng cho sự thăng lên, tất cả đang trong dạng thân thể trên trái đất. Đây cũng là những người tạo ra 3 dòng thời gian trội. Dòng thời gian trội thứ 2 là của các cộng đồng giác ngộ. Khoảng 20-25% loài người đã tiến hóa đến nơi mà việc tái diễn sự trượt xuống và trải nghiệm kết quả không dứt của đau đớn, nghèo nàn, khổ cực, lạm dụng, kiểm soát và đàn áp không còn là một bài học cho linh hồn nữa. Nhóm này đã sẵn sàng hoàn thành tất cả các nghiệp tiêu cực và đi vào thời đại vàng mới. Họ sẽ có được cái mà họ thực sự khao khát, một trái đất đẹp rực rỡ, không còn chiến tranh và sự thoái hóa môi trường. Phần lớn series thông điệp từ các đấng sáng tạo được dành cho nhóm này và tập trung xung quanh việc làm thế nào để lái con tàu xuyên qua thời kỳ chuyển đổi khó khăn, cùng lúc đó tái xây dựng trái đất sau khi các linh hồn mật độ 3 đã rời khỏi đây. Và cuối cùng là dòng thời gian trội của sự thăng lên. Sắp xỉ 15-30 triệu người có vẻ sẽ lựa chọn con đường thăng lên về mặt vật lý trong những năm sắp tới. Sự thăng lên là xảy ra tức thời từ một nhận thức phi tuyến, nhưng phải mất nhiều năm hay nhiều thập kỷ từ một khung thời gian tuyến tính. Về cơ bản, sự thăng lên xuất hiện qua một bước nhảy lượng tử ở tầm mức nguyên tử. Tuy nhiên, vì các bạn có hàng nghìn tỷ tế bào trong thân thể vật lý của các bạn và các thân thể không thích sự thay đổi đột ngột, vậy nên có một chương trình khuôn mẫu thăng lên chuyển đổi một cách dần dần các tế bào của các bạn vào dạng tinh thể ánh sáng. Do đó, quá trình hoàn thiện của sự thăng lên về mặt vật lý sẽ mất khoảng 10, 20, 30 năm hay nhiều hơn, phụ thuộc vào con đường linh hồn độc nhất vô nhị của các bạn. Sự thăng lên về mặt vật lý là khác rất nhiều so với sự thăng lên về mặt tinh thần. Hầu hết các bạn đã trải nghiệm sự thăng lên về mặt tinh thần, thậm chí là thăng lên nhiều lần. Điều này liên quan đến việc rời bỏ thân thể vật lý và thăng lên trong tư tưởng vào các thế giới thiên thể. Các thế giới thiên thể thực sự là các thiên đàng đã được nói đến trong các bản viết tôn giáo của các bạn. Đừng nhầm lẫn với các thế giới Astral cao hơn và các thế giới Ether thấp hơn, bởi nó có thể bắt chước các thiên đàng trong một số khía cạnh. Sự thăng lên về mặt tinh thần xảy ra khi các linh hồn đã hoàn thành các bài học linh hồn trên trái đất đến mức độ là họ không còn có một lý do nào để tái sinh trên trái đất, ngoại trừ là trở thành một vị thầy và giúp đỡ cho việc thức tỉnh các linh hồn khác. Nhiều hành giả yogi và các vị thánh đã lựa chọn con đường thăng lên về mặt tinh thần như là Paramahansa Yogananda và Swami Muktananda. Những linh hồn không mang thân thể của họ đi vào các thế giới cao hơn trong sự thăng lên về mặt vật lý có thể lựa chọn thăng lên về mặt tinh thần, bởi vì trạng thái tới hạn trên trái đất hiện nay và thời kỳ chuyển đổi được thấy trước khoảng 20 năm. Những linh hồn đã được chọn thăng lên về mặt tinh thần sẽ có vẻ như quyết định hoặc là trợ giúp cho con người như những người hướng dẫn tinh thần, hoặc là tái sinh trên trái đất trong thời đại vàng mới với mục tiêu cụ thể là giúp đỡ những con người mật độ 4 tái xây dựng và tiến hóa. Phần lớn những người trong các bạn đang theo dõi series này sẽ trở thành một phần của những người thăng lên trong những năm sắp tới. Thậm chí nếu các bạn lựa chọn không chuyển đổi thân thể của mình vào ánh sáng, mà thay vào đó là từ bỏ thân thể với dự định sẽ tái sinh trong trái đất mới, các bạn cũng sẽ thấy các chương tiếp theo có ích vô cùng. Ít nhất các bạn sẽ hiểu cái mà những linh hồn đang thăng lên trải nghiệm, bởi vì một ngày nào đó các bạn sẽ đi qua những giai đoạn này của sự tiến hóa. Hãy nhớ rằng, các nhà tạo hóa yêu dấu, các bạn có tự do ý chí và là những sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Do đó đừng có rơi vào cái bẫy tin tưởng một cách đơn giản rằng tất cả mọi thứ được mô tả ở đây là không thể khác được. Chúng tôi khuyến khích các bạn đóng một vai trò chủ động trong những động lực đang phát sinh của trái đất mới. Câu chuyện này là của các bạn, những người hiền lành đang thừa hưởng trái đất. Nếu các bạn chưa sẵn sàng là một thành viên mới trong trái đất mới của loài người, các bạn đã không bị hấp dẫn đến với video này. Ngay khi dấn thân vào con đường này, các bạn sẽ không thể quay trở lại. Khi đã đạt đến một giai đoạn tới hạn trong sự tiến hóa, trở lại với những điều tiện lợi quen thuộc trước kia, các bạn sẽ không còn khao khát cách sống cũ của các bạn nữa. Không có điều gì cũ mà sẽ xuất hiện trước các bạn. Nó đã chết đi như những chiếc lá mùa đông năm ngoái. Hãy để nó trôi một cách im lặng vào hư không, để rồi được tái sinh trong một sự sáng tạo kỳ diệu khác. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương 10 cùng với các tầng thứ của thời gian.
Hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những thay đổi từ bên trong các bạn trên con đường tiến hóa này. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Vũ trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và chúc mọi người sức khỏe, an toàn trong mùa dịch.